Món cá lóc kho nghệ và đậu que luộc và khổ qua luộc của mình đã hoàn tất rồi. Bây giờ mình mời mọi người ăn chung với mình nha. Bây giờ mình tách cái củ nghệ ra nha mọi người. Nè, nghệ của mình nó còn hơi hơi non á. Trong bụi mình tách ra. Đó, gian rồi. Bây giờ mình sẽ cạo sạch vỏ của nghệ nha. Nghệ này nó còn non nên thành thử ra cái đầu ở trước này nè, nó chưa có vàng hung á mọi người. Bây giờ mình sẽ giã nghệ cho nó thiệt là nhuyễn nha. Đặng mình xíu nữa mình kho cá. Nghệ này nó còn non, hình thử ra nó không, nhìn nó không màu, nó không đẹp không mọi người. Mình mới trồng được có bụi nghệ đó. Đây là cá lóc nè, hồi sáng mình mới mua được nè. Đây là nghệ mình mới đâm xong nè. Và đây là đậu que và khổ qua. Hôm nay á, thì nhà mình ăn cơm rất là đơn giản. Mình sẽ kho cá với ăn đậu que luộc và khổ qua luộc nha mọi người. Bây giờ mình mọi người vào bếp với mình nhé. Bây giờ mình sẽ khứa con cá này ra nha. Để mình kho nó. Xương nó cũng chắc dữ. Mình sẽ sắc thêm vài khoanh nước vào ép cá luôn nè cho nó ngon. Bây giờ mình sẽ cho ớt vào trước nha, sau đó thì mình sẽ cho nghệ hồi nãy mình đâm nè.
Chờ dạ. Cho bột ngọt nha. Xíu muối. Đường. Và nước mắm luôn nha. Bây giờ mình sẽ trộn cho nó đều nha. Rồi mình ướp khoảng 20 phút đi hả, mình kho. Món cá kho nghệ này ăn cũng rất là ngon á mọi người. Nghệ thì nó có tác dụng trị đau bao tử rất là hay, với lại làm đẹp da nữa đó. Mình nghe người ta nói gì mà không biết phải không, chắc có lẽ là vậy. Khổ qua nha. Em luộc ăn. Gạo cải thì nghĩ gì cũng rẻ, khổ qua cũng rẻ nè. Xíu nó ngửa cái luộc luôn. Mình kho cá nha. Cá mình cũng soi cũng lên màu đẹp quá nè mọi người. Cái này mà được nghệ già kho là màu đẹp lắm luôn á. Tại mình mới trồng bụi nghệ. Cái mình thèm cái này mình làm ăn thôi chứ. Nghệ già kho mới đẹp, với màu nó mới ngon. Nước sôi giờ mình luộc khổ qua ở với đậu que nha. Giờ mình cho bột ngọt vào trước nè. Xíu muối. Và xíu bột ngọt. Giờ mình cho đậu vào. Đậu mấy cái khổ qua để mình luộc vậy nó đắng á. Đậu mình cũng chín nha. Mình vớt đậu ra trước rồi xong mình hãy luộc khổ qua. Đó. Luộc chung á thì nó đắng, nhưng mà ăn á, tới khi ăn á thì nó sẽ rất là ngon. Nhưng mà mình thấy đậu thì ra đậu đi, để chung với khổ qua lát nó đắng. Bây giờ mình sẽ dùng luộc nước đậu, mình luộc khổ qua luôn nha. Khổ qua mình cho vào. Giờ khổ qua mình chín mình cũng vớt ra luôn nha. Vớt. Món cá lóc kho nghệ và đậu que luộc và khổ qua luộc của mình đã hoàn tất rồi. Bây giờ mình mời mọi người ăn chung với mình nha. Trước tiên mình sẽ thử cá lóc trước nha. Mình để cá riêng và nước riêng. Cũng ngon mọi người. Thường thì á, hồi xưa á, mùa nước nổi á, người ta sẽ kho cá chạch với nghệ. Còn mình thích ăn cá lóc, mình thử ra mình sẽ kho cá lóc với nghệ, nó cũng rất là ngon luôn mọi người, không kém cá chạch bao nhiêu đâu nha. Cá lóc nè thịt chắc nè, vừa béo nè, nghệ á thì nó thơm,
với lại có vị cay của ớt ngon lắm luôn. Ở già có chảo nó xay. Nghệ kho vậy ngon lắm luôn mọi người. Nghệ á, thường thì mình nghe nói là nghệ có tác dụng làm sao ta, cái gì trị đau bao tử, rồi sâm là sẽ làm đẹp da nữa, ăn nhiều cũng tốt lắm luôn á. Ngon quá, vừa ăn. Giờ mình sẽ ăn đậu que nha, đậu que luộc mà mọi người. Quên nữa. Ê là cái chén nước chấm của mình chắc hư riêng nè. Đây là khổ quà à mọi người. Khổ quà đang đắng chấm nữa nè. Đậu ngọt ghê mọi người. Mình luộc á mà mình cho gia vị dầm vậy á, nó sẽ rất là ngon. Với lại rau của mình nó sẽ rất là xanh luôn á. Chấm thêm miếng lại không? Lại ngon. Quá ớt hơi nhiều cao. Không ngờ mưa nhiều ghê luôn mọi người. Giờ đang chỉ mưa, chuẩn bị mưa nữa. Và đến đây mình cũng xin kết thúc video nha mọi người. Nếu mọi người yêu mến mình xin hãy đăng ký kênh, nhấn chuông, like, ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người.